Anh Phong, anh đi với tôi được không? Đi đâu? Chắc cô ấy có đến không? Chắc chắn cậu sẽ đến. Chú có nhớ đường không? Coi chừng lạc đó. Chú Phi, thầy Phụng đâu? Sao không thấy đến? Dạ thưa cô, cô thầy Phụng bận công việc không đến được. Cô ấy nhờ tôi đưa bác sĩ Phương là anh rể cô ấy đến gặp cô. Chào cô chú. Tôi nghe tên anh Hoài, hôm nay mới hân hạnh gặp mặt. Xin mời. Chuyện gì vậy ba? Quân Nhật thu mua nhựa cao su, lương thực của nông dân. Những thứ này quân Nhật chiếm đoạt lại từ tay của bọn Pháp. Ông Tanaka nói đúng quá. Xem kìa, từ thuở giờ tôi mới thấy bọn lính Pháp chịu thua bọn lính Nhật. Đừng làm gì đi. Chào cậu. Kính chào hai bác. Mời cậu ngồi. Ba má cậu không lên chơi sao? Ba ba và ma măng của cháu kẹt khách. Có quan khâm sứ ở Quế vào thăm. Chứ không phải chị vợ chồng tôi quê mùa sao? Dạ đâu dám. Cả cái sứ biên hòa này đâu có ai sánh ngang hàng với hai bác được. Chú gọi thầy Phụng ra có khách. Thưa ông, cô ba đang ở ngoài giường. Thì chú ra ngoài gọi nó vô. Dạ thưa bác, hay là để cháu ra ngoài giường thăm thầy Phụng cũng được. Dạ. Cháu thích phong cảnh thiên nhiên lắm. Nhưng mà ngoài giường tược nó không được sạch sẽ như trong nhà. Thầy Phụng ở được thì cháu ở được, đâu có sao. Xin phép hai bác, chú quan gia, chú dắt tôi ra ngoài đi. Nè chú. Dạ. Ngoài đó mương hố nhiều lắm.
dẫn cậu Út đi. Chú phải cẩn thận mới được. Dạ. Dạ, xin phép hai bác. Nè ông, ông thấy thái độ của cậu Út đối với con mình ra làm sao? Tốt rồi. Vậy thì mình đánh tiếng nhận lời với anh chị Lương đi. Cũng nên chờ ý kiến con Phụng một chút. Người xưa đã nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Cô ba tôi thích ruộng vườn lắm. Hè nào á cũng về đây nè. Ở miết ngoài này á tới chiều á mới vô nhà. Bây giờ tôi cũng thích lắm. Tôi mà lấy được cô ba hả, tôi sẽ mua cho cô một khu vườn thật lớn. Chú vô đó ở nha. Té ra cậu Út là vườn ba tương lai. Cậu, cậu sao vậy? Mừng cho chú. Ê, tôi có làm gì đâu mà thưởng. Tôi không dám nhận đâu. Ông chủ là chết đó. Chú biết tại sao tôi thưởng cho chú không? Dạ. Dạ không biết. Vì chú kêu tôi là Dượng Ba, tức là chồng cô ba. Đã quá. Tôi chưa nghe ai nói với tôi hai tiếng đã cái lỗ tai đó. Cậu không, Dượng Ba. Dượng cho tôi thiệt hả? Tôi lấy à ngang. Vậy thì lấy lẹ lên, coi chừng tôi đổi ý bây giờ á. Đẹp quá, giống như trong truyện cổ tích. Tấm cám à, cô tắm cho cá bóng mú ăn. Vậy mà tôi tưởng anh là dân Tây, chỉ biết chuyện bên Tây thôi. Từ ngày quen cô, tôi nhờ thằng Năm Ngựa chỉ cho nhiều chuyện, như là chuyện tấm cám nè. Cũng có nhiều cái hay lắm, nhất là chuyện Tiểu Lâm. Nó kể làm tôi cười hết ăn luôn. Mời anh ngồi. Anh tới đây có chuyện gì không? Tôi không có nói quanh co nữa. Tôi yêu Thế Phụng, tôi muốn cưới Thế Phụng. Ý Thế Phụng thế nào? Anh biết mà, tôi còn đi học, chưa muốn lấy chồng. Người An Nam mình, đàn bà con gái học tới như vậy, tay còn thua. Thế Phụng lấy anh, anh sẽ lo cho Thế Phụng suốt đời. Tôi không lo được cho tôi sao? Lấy chồng xong, tôi sẽ đi làm. Lấy chồng thì lấy chồng, nhưng tôi thích tự lập. Vậy em vừa lấy anh, vừa tự lập cũng tốt thôi. Em coi, cả cái xứ Nam Kỳ này có ai hơn được hơn đi đại này chứ? Anh kiếm người khác đi. Người nào cũng không bằng em. Ừ, nhưng tôi đã có người yêu rồi. Ai? Đứa nào? Tôi bắt nó liền. Anh lúc nào cũng dữ dằn, lúc nào cũng đòi bắt người này người nọ. Anh có giỏi đi bắt control đi. Control là người yêu của em hả? Phải thì sao? Không phải thì sao? Anh sẽ giết nó. Chỉ nói giỡn một chút thôi mà anh đã nổi sùng lên rồi.
Thấy Phụng mà. Đừng nói chuyện lanh quanh nữa. Mình lấy nhau đi. Anh thương em quá mà. Em cảm ơn anh. Nhưng em không thể lấy anh được đâu. Em không lấy anh thì sẽ không lấy ai được đâu. Thượng cấp rất khen ngợi anh về cuộc tiếp xúc với Control vừa rồi. Cảm ơn. Bắt đầu từ tháng sau, chúng ta sẽ chuyển đến họ những đồ dùng cần thiết, thuốc men, nông cụ, giống má, để tạo niềm tin cho họ. Sau đó sẽ gửi các cố vấn đến huấn luyện quân sự và trang bị vũ khí cho họ. Tôi có thể tiếp tục sứ mệnh. Anh đã phục vụ Thiên Hoàng như vậy là tốt lắm rồi. Giai đoạn 2 để người khác thực hiện. Thượng cấp cần đến anh trong những vai trò khác quan trọng hơn sau này. Tuân lệnh. Chúc mừng trung úy đã được đề bạt vào vị trí của ông ta giờ. Mời ngồi. Cũng là nhờ thiếu tá giúp thôi. Tôi hy vọng trong cương vị này, tôi sẽ làm được một cái gì đó phục vụ cho lợi ích chúng ta. Vậy là tốt. Nước Pháp đang bị phân rã, giữa một bên là thống chế Beta, một bên là tướng De Gaulle. Trung úy ở bên nào? Tôi ở bên nào có lợi cho nước Pháp ở hải ngoại? Câu trả lời nước đôi rồi. Anh học được từ lúc nào vậy? Từ khi tôi đặt chân đến vùng đất này, tôi thấy rằng muốn tồn tại trong hoàn cảnh phức tạp, chúng ta cần phải ngụy trang. Ngụy trang như những tên biệt kích của anh chứ gì? Rất đúng, chúng ta đang bị chia cắt, cô lập khỏi chính quốc. Đôi khi chúng ta phải tự chiến đấu một mình mà không có quân tiếp viện. Trong trường hợp đó, muốn tồn tại phải làm gì? Anh cho tôi một lời khuyên. Chúng ta phải hành xử với bọn Nhật như thế nào? Phải đánh chúng thật khéo léo bằng những đòn từ phía sau. Tôi giao trung úy làm việc đó. Hãy chú ý đến bọn này. Trung úy biết hai tên này chứ? Tôi sẽ tìm hiểu kỹ. Tôi có cảm giác chúng đang làm gì đó trước mắt chúng ta. Trung úy cố gắng tìm câu trả lời. Tôi cảm thấy bốc lên rồi, thưa thiếu tá. Nhưng phải nhớ không được làm mít lòng bọn Nhật, nghe không? Thiếu tá cứ tin tưởng ở tôi. Nhanh lên! Ông chủ đâu? Ra đây! Thưa sếp, chúng tôi là cơ sở làm ăn, chứ có làm gì đâu. Đây là cơ sở kinh tài của Việt Minh. Ông làm gì ở đây? Chủ phải không? Dạ ông chủ tôi ở nhà, tôi là người quản lý. Lục soát mau! Có rồi ở đây nè. Chết rụng chú ơi. Chuyện gì vậy? Tai nạn hả? Dạ không, chuyện lớn rụng chú ơi. Chú bình tĩnh lại coi. Chuyện gì hả? Mật thám họ khám nhà máy, bắt được cờ và truyền đơn của Việt Minh. Làm gì có chuyện đó? Đứa nào hại mình đây? Lý do tại sao những thứ này nằm trong nhà máy ông? Còn dông nói có kẻ nào đó du quan giáo họa trong, thì kẻ đó là ai? Hãy cho chúng tôi bằng cớ, ông sẽ được tự do ngay. Hay là tôi gợi ý cho ông một hướng khác, ông thử suy nghĩ lại xem. Trong số công nhân của ông,
có đứa nào ông tình nghi hoạt động cho Việt Minh. Thà mang tội chứa chấp còn nhẹ hơn tội làm cộng sản, chống lại nhà nước Đại Pháp đó. Tôi oan ức quá. Bấy lâu nay tôi chỉ lo chí thú làm ăn, nhưng tôi cũng không thể vu khống người làm của mình. Tôi biết họ chỉ lo miếng cơm manh áo hàng ngày mà thôi. Tôi xin các ông điều tra lại cho kỹ. Tôi vô tội. Tội này ra tòa thì phải chôn vùi cuộc đời ngoài côn đảo. Tôi thấy thương chồng quá. Cơ nghiệp như vậy mà còn theo Việt Minh làm gì? Tạm thời tôi cho một tuần để suy nghĩ. Các con ơi, bị ghép vào tội làm quốc sự, ba con chứ không sống nổi đâu. Má sẽ rụt xương trong tù thôi. Mình nhà mình, nhà mình sẽ tan nát hết. Làm kinh tài cho Diệp Minh, ta sẽ bị tịch thu hết tài sản các con ơi. Má chờ một chút đi. Anh Phương về, biết đâu có cách để giải quyết chuyện của ba. Ông Tanaka là người có thế lực với quân đội Pháp. Anh Phương về kìa. Sao hả anh? Không được à? Anh nói đi chứ. Con phải cứu ba con. Ba của Thể Loan cũng là ba của con mà. Nhưng tại sao ba lại theo Việt Minh? Anh mà cũng nói như vậy à? Anh thừa biết rằng ba đã từng bị tịch thu ruộng đất chứ. Nhưng chúng ta có thể làm gì được khi họ phát hiện đầy đủ chứng cứ kèm theo lời khai của một cán bộ Việt Minh bị bắt ở Chợ Lớn? Họ khai gì vậy con? Hắn khai đã từng nhận được trợ cấp về vật chất cũng như tiền bạc của ông chủ nhà máy xe lúa Nam Long ở Biên Hòa. Má ơi, sao ba má giấu tụi con đi làm chuyện đó? Ba má đã làm tan nát hết tương lai của tụi con rồi. Không, ba má lúc nào cũng lo cho các con. Má bình tĩnh đi, mình không có làm gì thì thôi. Anh Phương, ông Tanaka là người có quyền lực, chẳng lẽ không tác động gì được trong vụ này sao? Ông biết rõ gia đình mình mà. Anh đã gặp ông ấy, nhưng đối với người Nhật, Việt Minh cũng là kẻ thù. Anh cũng có thể bị giả lấy. Không thể được. Em sẽ gặp ông Tanaka. Chúng ta không thể để mất tất cả. Em sẽ nói với ông ấy, việc ai làm lấy chịu. Chúng ta không phải là Việt Minh. Ông ấy thế nào cũng thông cảm mà. Sao con lại có thể tàn nhẫn như ba con như vậy? Vì ba là Việt Minh, ba đã hại cả nhà chúng ta. Chị đừng nói những lời như vậy nữa, được không? Cả cô nữa. Bây giờ cô lên mặt với tôi nữa có phải không? Cô có giỏi thì đi cứu ông già đi. Em sẽ làm hết sức mình. Nhưng em xin chị, đừng nói ra những lời như vậy nữa. Tội nghiệp ba lắm. Ba. Con. Họ có làm gì ba không? Chưa. Nhưng đã mang tội này thì sớm muộn gì cũng bị cực hình tra tấn con. Mấy người tù cùng phòng với ba ngày nào cũng bị đánh. Con người phải đưa đi cấp cứu con. Đó, ông này bị tội làm cơ sở cho Việt Minh. Mới bị bắt vụ này sao ba có một ngày. Thế vụ, con phải tìm cách nào để cứu ba ra con à? Bị tra tấn như vậy chắc bà chết thôi.
Dạ, con sẽ cố gắng ba ơi. Nhưng con không biết làm cách gì để cứu ba ra. Ba chỉ cho con đi. Có rồi. Anh có còn muốn lấy tôi làm vợ không? Em thay đổi ý kiến từ lúc nào vậy? Nếu bây giờ tôi nói không thì sao? Hoặc em lúc nào cũng là một cô gái bướng bỉnh. Được, tôi vẫn luôn mong muốn có em bên cạnh. Như vậy, anh hãy làm tất cả để có thể đưa ba tôi ra khỏi nhà lao. Đó là một điều kiện. Đó là trách nhiệm, là tình cảm và lòng hiếu thảo của một đứa con đối với cha mình. Chào anh. Con có gặp cậu Henry không? Cậu ta nói làm sao? Xong rồi ba. Henry đã nhận lời giúp ba. À, đội ơn Chúa. Phải chi con chịu lấy cậu Henry thì nhà mình đâu có chịu cảnh đơn chiếc như vậy. Nhưng sao con về tối vậy? Để má dọn cơm con ăn nha. Con không đói đâu. Con xin phép má, con vào nghỉ. Bà coi chừng ướt đó. Sao làm gấp vậy? Để mai rồi hãy rửa. Nè, tôi hỏi chú chuyện này. Dạ. Sao về tối vậy? Xe hư hả? Dạ, xe đâu có hư. Cô ba kêu chở đi nhà thờ nên mới về tối như vậy. Thank you.
Mời ông. Đi đâu hả? Tôi sao biết được. Mời ông ngồi. Chúng tôi chân thành xin lỗi ông về những gì đã xảy ra. Đó chỉ là sự vu khống. Vì chúng tôi đã bắt được tên Diệt Minh đã gây ra vụ này và đổ tội cho ông. Ai vậy? Tôi có thể gặp mặt được không? Thôi ông à, đó là vấn đề an ninh, ông không nên đụng vào làm gì. Chắc bà và con gái đang nóng lòng chờ ông đó. Mời. Ba. Con. Ba ơi. Ông ơi. Ba. Ông ơi. Chúc mừng ông bà và cô. Cuối cùng công lý đã chiến thắng. Cảm ơn ông. Dạ xin cảm ơn ông. Chào anh. Con ở chơi thêm mấy ngày, lên chi cho sớm. Phải đó, ba con mới về. Nếu con ở lại, ba con cũng nguôi ngoai phần nào. Ba về là con mừng rồi, nhưng con phải lên gấp để ôn tập. Sắp thi rồi. Thôi được, con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Dạ. Con đi. Chào cậu. Chào bác. Tụi nó thả bác trai ra chưa? Cháu ra lệnh rồi. Thiệt, mấy thằng này đuôi, không bắt ai là dạy bác trai mà bắt. Nhưng sao bác không báo liền cho cháu biết? Cùng là người một nhà cả mà. Mời cậu. Mời cậu vô nhà uống nước. Thú thiệt, lúc đó tôi không còn đầu óc nào mà suy nghĩ gì nữa hết á. Không có cậu cứu, ba con Thể Phụng không biết làm sao nữa. Ông mới ra nhà máy xay lúa. Cậu ngồi đây chơi, để tôi ra kêu ông về. Dạ khỏi.
Bắt trai về được là mừng rồi. Ủa, mà thấy Phụng có nhà không hả bác? Rủi quá đi. Nó mới vừa lên Đà Lạt sáng nay, sắp sửa thi cử gì đó. Ơi, năn nỉ mấy nó cũng không chịu ở lại. À, tôi quên hỏi thăm, ba má cậu vẫn khỏe chứ? Dạ, dạ, vẫn khỏe. Bác à, trước khi đi, thầy Phụng có nói riêng gì với bác không? Không. Mà có chuyện gì vậy cậu? Cô đã nhận lời cầu hôn của cháu rồi. À, thật vậy sao? À, tốt quá rồi. À, vậy mà nó không chịu hé răng cho cha mẹ mừng. À, cũng phải vậy thôi. Vì đây là việc hệ trọng, chứ có phải chơi đâu. À, nhưng ông bà bên đó có tính gì chưa? Tính gì do cháu hết. Cháu muốn làm đám cưới ngay với thầy Phụng. Phụng anh, nói gì dữ vậy? Muốn lấy chồng hả? Sao vậy? Buồn chuyện gì? Nói mình nghe với. Đồng ý, mình là dân Tây, nhưng gốc gác cũng là người Việt, cho nên phải coi thầy coi vợ cho đàng hoàng. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả một đời người. Mấy anh mấy chị đây, má đều coi thầy hết thảy á. Nhưng mà anh chị khác, con khác, phải có cái gì đặc biệt chứ. Với lại, má bàn với người ta luôn. Còn muốn á, gộp đám cưới đám hỏi, thành một đám thôi. Papa, mama, thấy Henry bây giờ tiết kiệm ghê chưa? Không phải, em chỉ muốn mau mau thôi. Đám hỏi rồi đám cưới, chậm lắm. Cô ba, cô ba đi học mới về. Dạ. Còn hai ngày nữa là ngày gặp control phải không chú? Cô ba nhớ kỹ vậy sao? Có thơ của bà chủ gửi lên cô ba nè. Gì vậy cô ba? Thể Phụng con, gia đình cậu Henry đã cử mai mối sang gặp ba má mẫn cung cho cậu. Ba má chưa biết ý con, nhưng cậu Henry nói là con đã bằng lòng. Người Nhật nói, sau ngày trăng tròn,
sẽ mang đồ dùng đến cho chúng ta phải không? Dạ đúng. Nhưng anh định giải quyết vấn đề này ra sao? Anh ăn đi. Họ cho thì mình xài, dạ gì không lấy. Mình còn đang thiếu thốn nhiều thứ mà. Nhưng khi mình nhận, ít nhiều mình cũng phải chịu điều kiện của người ta. Tôi có lưu ý điều này, nhưng tôi có cách của tôi. À, ngày mai anh Phong vẫn cùng đi với tôi chứ? Đến chỗ cũ nghe. Chỗ nào? Thì chỗ gặp thấy Phụng đó. À. Chú Kiên, cô ba gọi chú kìa. Cô ba khỏe chưa? Cô không chịu ăn thứ gì hết. Không biết cô bị bệnh gì. Hay là chú mời doctor khám cho cổ đi. Đợi cậu Phương đi Nha Trang về, biết chừng nào. Chú Kiên phải không? Dạ. Vô đi. Cô ba cứ nằm nghỉ. Cô thấy trong người thế nào? Tôi đi gọi doctor nghe. Thôi chú à. Tôi không có bệnh. Chị thấy mình nhẹ tên và trống trải quá. Cô ba, tôi xin lỗi cô ba. Tôi có phần đường đột khi vô tình đọc bức thơ này. Chú đem đốt đi. Vậy là chú đã biết hết rồi phải không? Nhưng cô chấp thuận hồi nào? Cô có thương yêu gì anh ta đâu. Bây giờ từ chối vẫn được mà. Tôi không thể từ chối được nữa chú ơi. Tại sao? Cô là người rất cương quyết mà. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra mình không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Cô ba ơi, thiệt tình tôi không hiểu gì cả. Chuyện gì đã xảy ra cho cô? Sáng sớm mai chú đi nghe. Cô biểu gì đi đâu? Đi mời doctor hả? Không. Control. Chú lấy con ngựa của tôi mà đi. Chú còn nhớ đường không? Nhưng nếu Control hỏi tại sao cô không đến thì tôi phải trả lời sao đây? Thì chú nói tôi bị bệnh. Cô sẽ giấu được bao lâu? Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn hơn là cho con chú biết sự thật. Ở đây sẽ buồn lắm. Tôi sẽ làm theo ý của cô. Cô ba, cô ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Chú Kiên. Thôi, chú chuẩn bị ngày mai đi sớm đi. Dạ. Yeah.